Hello, xin chào các bạn, là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy khoan gia đình của hãng Kaizen Hàn Quốc nha các bạn, với mã sản phẩm là BD-6KB nha các bạn. Thì như các bạn thấy thì phần hộp thì được in thông số bên ngoài luôn nha các bạn. Đây, sử dụng 300W, còn tua được in bên ngoài phần hộp luôn. Đây, khá là chắc chắn. Và logo Kaizen thì in rất là đẹp. Bên đây là có phần tem mã vạch để giúp chúng ta phân biệt được hàng thật và hàng nhái nha các bạn. Thì mình sẽ không phí thời gian của bạn nữa, mình sẽ phối hợp thử bên trong con máy con gia đình Kaizen này như thế nào, để đi kèm với máy có những gì. Thì đầu tiên đi kèm với máy thì hãng cũng cho chúng ta một catalog và một phiếu bảo hành Kaizen của hãng trên toàn quốc. Thứ hai là con máy của chúng ta, đây khá là nhỏ gọn nha các bạn. Đây, rất là nhỏ gọn, đây là chuyên dụng cho gia đình luôn các bạn. Nó sẽ gắn cái được cái đầu đây đây các bạn, khá là đẹp và rất là nhỏ gọn. Và nó có thể sử dụng dây điện rất là dài 4m và hai chấu sử dụng điện 220V. Và cái có đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta một cái để mở khóa mũi nha các bạn. Và bên cạnh đó thì phần tay cầm thì được ốp cao su để giúp chúng ta cầm nó không bị sợ sơn trượt tay nha các bạn. Và bên cạnh đó thì phần công tắc bóp thì đảo chiều ở trên phần công tắc luôn nha các bạn. Đây rất là tiện lợi. Và đây điều chỉnh tốc đây nha các bạn. Đấy, rất là nhỏ gọn mà nhiều tính năng tích hợp trong bộ công tắc, rất là thuận tiện nha các bạn. Đây điều chỉnh tốc ở trên phần công tắc luôn. Và bên cạnh đó thì nó sử dụng cái công suất là 300W và nó gắn được mũi khoan 6.5mm nha các bạn, tối đa. Với lại là nó sử dụng vòng tua là 4.000 vòng trên 1 phút. Đấy, rất là chất lượng và rất là nhỏ gọn nha các bạn. Đây, rất là đẹp. Logo thì được in dập nổi cái dân luôn. Đấy, này các bạn thấy. Và đây, tem thông báo. Bên cạnh đó thì đây nó cũng có cái nút khó nha các bạn. Khi chúng ta sử dụng lâu thì chúng ta sẽ khó lại và không cần phải bóp công tắc. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện chạy thử cho các bạn xem từ con máy siêu nhỏ này và 300 công suất thì nó sẽ chạy mạnh tới cỡ này nha các bạn. Đây nha các bạn, nhỏ nhưng mà có giỏi nha các bạn. Đấy, rất là mạnh mẽ. Đây, sử dụng con gia đình thì rất là tuyệt vời. Và gia đình thì chúng ta phải có cái này, có máy con này rất là nhỏ và tiện dụng để chúng ta sử dụng nha. Và bên cạnh đó, đây mình sẽ đảo chiều cho các bạn xem. Đấy. Và tiếp theo mình sẽ tăng tốc lên nha các bạn. Đây, tăng tốc mát, tăng tốc nha các bạn. Đấy, rất là mạnh. Gắn được mũi khoan là 650mm nha các bạn. Đấy, con máy chúng ta rất là đẹp, màu đỏ đen, đặc trưng của Kaizen Hàn Quốc nha các bạn. Đây, con máy này xuất xứ tại Hàn Quốc. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một con máy con gia đình của hãng Kaizen với mã sản phẩm là BD-6KB của Hàn Quốc. Nếu các bạn có thắc mắc muốn tư vấn thêm về sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại này, truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay